Dạ, shop Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Sư Cũ Mê Công ạ. Shop Mỹ Ngân em hôm nay về một số sản phẩm đồ gỗ như là đồ gốm, đồ sưu tầm các loại, giao lưu và báo giá với cô chú anh chị gần xa ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em như những cái clip vừa qua nha. Rồi mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho mình mã số 1 H nha cô chú anh chị mình. Mã số 1 H, em giới thiệu cho mình bộ tranh thờ nha cô chú anh chị mình. Hàng này là gỗ gõ gõ mặt ha, hàng này tuổi đời cũng vài chục năm rồi. Đó, gỗ gõ mặt cẳng ốc ha. Em đo thông số cho mình xem cái tấm ở phía trên nha. Cái chiều dài của cái tấm ngang ở trên này là 1m36 nha cô chú anh chị mình. Chiều cao lên của nó là 34, độ dày thì tầm hơn 2 phân ha. Ở phía trên đây là bốn cái chữ này là Cửu Huyền Thất Tổ nha cô chú anh chị mình. Còn hai cái chữ bự đây là Phúc Thọ ha. Đó. Rồi, em đo cho mình xem cái tấm ở phía dưới nha. Chiều cao của tấm dưới này nó là 1m35. Nó có 3 tấm nha cô chú anh chị mình. Chiều rộng của nó là 34 ha. Để em đo tổng thể nguyên bộ của nó luôn. Chiều rộng qua của 3 tấm luôn là 1m38 nha cô chú anh chị mình, và chiều cao tổng thể của hai tấm luôn là 1m70. Độ dày thì hơn 2 phân nha cô chú anh chị mình. Hàng thì dày dặn và lành lặn hết, không có bị nứt nẻ chỗ nào ha. Bốn chữ ở trên đó là Cửu Huyền Thất Tổ nha cô chú anh chị mình. Đó. Chỗ đó là người ta cẩn con rồng ha. Bên đây là con lăn. Đó, mình xem giùm em khá đẹp luôn nha. Hàng này người ta làm bằng tay nên rất là đẹp. Cô chú anh chị mình xem. Tuổi đời bộ này thì trên 30 năm nha cô chú anh chị mình. Hàng thì có size em báo cho mình như vậy ha. Tình trạng của bộ này em kiểm tra và thấy nó còn nguyên vẹn, không có bị sứt ốc nha cô chú anh chị mình. Đó, số điện thoại giao lưu của em là 0968877667 nha. Đó, cái chữ bự người ta cặn cái chữ là Phúc Thọ nha cô chú anh chị mình. Đó. Mình xem giùm em ha. Hàng thì làm rất là đẹp luôn. Lành lặn liền lạc và những cái con ốc người ta cặn rất là sắc sảo nha. Rồi, em quay cái mặt sau cho mình xem. Hàng này thì em chưa có gia cố móc lại cho mình ha. Khi giao lưu thì em sẽ làm móc gia cố lại cho mình nha cô chú anh chị mình. Đó, đây mình xem giùm em, hàng rất là lành luôn từ mặt trước đến mặt sau nha. Đó. Rồi, chọn bộ này hôm nay em giao lưu mình mã H1 nha cô chú anh chị mình. Giá chỉ có 17 triệu thôi ha. 4 tấm nha cô chú anh chị mình. Bộ này 4 tấm. Bên em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em. Rồi tiếp theo mã H2. H2 hôm nay em sưu tầm về được bộ bàn khá lớn nha. Bộ này 10 món nha cô chú anh chị mình. Tay là tay 12 ha. Bộ này là tay trúc ha. Gỗ của nó là gỗ cẩm thị. Hàng em bao cho mình là bộ này trên 30 năm nha. Gỗ thì văn gỗ là không có chê vào đâu được ha. Bộ này 10 món khá lớn cô chú anh chị mình. Nó có hai cái đôm để bằng nhau. Em sẽ đo cho mình xem đại diện một cái nha. Bộ này khá lớn. Đường kính mặt đôn ở đây em đo là 49 nha, 49 vuông. Nếu phủ bì là 50 cô chú anh chị mình, em đo lọt lòng nha. Chiều cao phủ bì của cái đôn này là 54 ha. Cái dìm đôn ở đây em đo là 15. Cái chân đôn của nó là 9 phân. Đó, cái chân đôn của nó là hình cây tre cây trúc đó cô chú anh chị mình, rất là dày dặn luôn nha. Gỗ này là gỗ cẩm thị. Văn gỗ rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha. Đó, rất là nặng nha. Cái đôm này em cầm không nổi cô chú anh chị mình ơi. Nếu mà kêu em ghinh cái đôm này em ghinh rất là nặng nha. Để qua bên kia luôn. Đó, để qua bên đó luôn. Rồi, nó có hai cái đôm lớn để cho mình để giữa hai cái băng ghế đơn nha cô chú anh chị mình. Thì em đo cho mình xem luôn nha. Hai cái đôm này là nó có cái học luôn ha. Cái chiều dài của đôm này là 55 phủ bì nha. Rồi chiều rộng của nó là 34. Chiều cao cái đôm này là 51. Cái dìm thành đôm này 28 phân ha. Và cái đố của cái chân này là 9 phân.
Mình xem giùm em, hàng rất là dày dặn và văn gỗ bộ này thì không chê vào đâu được nha. Ủa, cái này nó không có cái hộc mà, cái hộc bên đây. Ừ, cái hộc tủ. Cái hộc tủ bên đây. Bên đây cái hộc này. Đó. Rồi. Cái này nó có cái hộc nè. Em kéo qua giùm em nha. Rồi. Bộ này thì tình trạng của em thấy nó rất là lành luôn cô chú anh chị mình nha, dày dặn lắm luôn á, hàng rất là nặng nha. Đó thì em ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Những mặt hàng lớn này cô chú anh chị mình đến nhà giao lưu á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Em đo cho mình xem cái băng ghế ha. Cái ghế đơn này nó có 4 cái nha cô chú anh chị mình. Rồi cái chiều rộng của phủ bì của nó là 75 ha. Chỗ lọt lòng chỗ mình ngồi là 51. Chiều cao từ mặt đất lên chỗ mình ngồi là 40. Cái dìm của tay cầm ở đem đo là 10 phân. Chiều cao phủ bì của nó là 1m1. Bộ này tay 12 nha cô chú anh chị mình. Nó gồm có 4 cái ghế đơn ha. Bộ này thì văn gỗ là quá đẹp luôn. Hàng Cẩm Thị cái văn gỗ rất đẹp. Bộ này em đã phủ bóng mờ nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn ha. Này là bạc ni cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, sạch sẽ ha. Những sản phẩm bên em là bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mặt hàng em quay như thế nào sẽ giao lưu cho mình y như vậy. Cô chú anh chị mình ở xa thì cứ yên tâm nha. Đó, mình nhận hàng nếu không đúng như trong cái clip em quay á, cô chú anh chị mình cho quay đầu và không tốn phí ship nha. Đó, mình xem giùm em, bộ này tay trúc rất là đẹp luôn ha. Nhìn cái tay rất là chắc chắn luôn. Đó, cái văn gỗ từ trước ra sau luôn cô chú anh chị mình xem giùm em. Bộ này có 4 cái băng ghế đơn thì em đo cho mình đại diện ha cô chú anh chị mình. Em qua đo cho mình xem cái băng cái mặt bàn ha. Mặt bàn cũng khá lớn. Chiều dài của cái bàn này là 1m39 nha cô chú anh chị mình, 1m39 lọt lòng nha. Chiều rộng của nó là 74 lọt lòng. Chiều cao là 53. Đó, mình xem giùm em ha. Cái dìm bàn nó đem đo là 15 phân, cái đố của chân bàn nó lên 11 phân nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng dày dặn chắc chắn lắm, rất là đẹp nha. Bộ bàn nó cẳng ốc cũng rất là đẹp nữa cô chú anh chị mình. Đó, những cái dây hoa và chim hoa ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667. Đó cũng là số Zalo ha. Cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào thì liên hệ qua số đó giùm em. Rồi quay mặt dưới. Rồi, giờ em qua đo cho mình xem cái băng dài nha cô chú anh chị mình. Cái băng dài phủ bì là 1m87 nha cô chú anh chị mình. Lọt lòng của cái băng này là 1m75. Chiều rộng ra là 50 ha. Chiều cao từ mặt đất lên chỗ mình ngồi đây là 40. Cái dìm của tay cầm là 10 phân. Chiều cao phủ bì là 1m1. Đó, mình xem giùm em ha. Hàng thì dày dặn chắc chắn. Bộ này văn gỗ rất đẹp cô chú anh chị mình. Nếu mình thích chơi hàng văn thì bộ này là không chơi vào đâu được nha. Đó. Hàng này thì chỉ đánh bạc ni thôi cho nên cô chú anh chị mình nhìn rất rõ cái văn gỗ thiệt của nó ha. Đó, không có phủ BU nha.
Đó, nhìn cái vân gỗ của nó từ cái tay cầm rất là vân luôn cô chú anh chị mình nha. Mình xem giùm em. Bộ này thì tình trạng của nó em thấy lành nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp ha, và hàng rất là nặng luôn nha. Đó, bên em quay hàng rất là kỹ nên cô chú anh chị mình ở xa mình giao lưu cứ yên tâm nha. Đó, có sao thì em cũng sẽ báo lên cho mình biết ha. Và quay rất là kỹ luôn. Quay mặt sau. Ừ, sắp lại luôn, quay. Bộ này là gồm có 10 món nha cô chú anh chị mình, 4 ghế đơn, 1 băng dài và 4 cái đôn, 1 cái bàn ha. Bộ này là gỗ cẩm thị, hàng là tuổi đời trên 3-40 năm nha. Đó, cái thì bên em đã phủ bóng mờ lại cho mình rồi. Đó, tình trạng của cái bộ này cũng lành lặn trên 90% nha. Lành lặn rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị mình. Bộ này thì em giao lưu đầu năm cho cô chú anh chị mình với cái giá chỉ có 52 triệu thôi. Bộ 10 món tay 12 rất là lớn nha cô chú anh chị mình. Giá chỉ có 52 triệu bên em bao phí ship toàn quốc cho mình ha. Đó, cô chú anh chị mình ở gần thì em sẽ giảm cho mình chi phí chút đỉnh. Còn bộ này ra Bắc có tiền phí rất là cao nha. Đó, rồi cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em qua số điện thoại trên ha. Bộ này khá đẹp luôn á cô chú anh chị mình nè. Đó, lâu lâu em mới sưu tầm về được một bộ ha. Những mặt hàng này ít khi có bộ thứ hai giống như vậy lắm. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em. Rồi tiếp theo mã số 3H, em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái cây tủ gỗ gõ mặt. Hàng này là tủ quần áo nha cô chú anh chị mình. Đó, cái tích của cái người ta đục chạm cái nó là con phụng với con gồng nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của nó là 2m2 hả? Bữa đo nhiêu ta? Để em đo lại coi. Để em đo lại nha cô chú anh chị mình. Nó hơi khó đo. Chiều cao là 2m2 nha. Để em đo lại cho nó rõ. Chiều dài qua của cái tủ này là 1m16 của chú anh chị mình. Chiều rộng qua của nó là 1m16. Sâu vô của nó là 43. Gỗ gõ mặt hàng này là chuẩn hàng xưa luôn cô chú anh chị mình, 4-50 năm ha. Đó, ở phía trên nó đục chạm song long nha cô chú anh chị mình. Xung quanh nó là khung trúc ha. Hàng làm rất là sắc sảo luôn. Hồi xưa người ta làm nhìn rất là đẹp. Đó, con phụng làm rất là có hồn luôn ha. Đó, mình xem giùm em. Ở phía dưới nó có hai cái hộc để cho mình để đồ ha. Ở phía trên thì nó có hai cái tủ để mình treo đồ. Đó, cô chú anh chị mình xem toàn bộ những cái chi tiết người ta đục chạm rất là đẹp luôn. Đây, em quay phía trong cho mình xem ha. Đây. Cái này gỗ gõ mặt hàng xưa nha cô chú anh chị mình. Đó, tình trạng ở trong nó như vậy ha. Có sao thì em báo cho mình gõ và quay rất là kỹ luôn nha. Mình xài lâu ngày thì không có sợ cái cây tủ này nó mối mọt hết trơn cô chú anh chị mình. Hàng xưa đã qua thời gian 5 tháng rồi. Đó, chất liệu gỗ của nó là khỏi bàn ha. Dịnh dịnh giùm mình. Những cái hàng này thì mình sưu tầm về không có sợ đụng hàng nha cô chú anh chị mình. Rồi kéo vào dưới. Và hai bên hông nó cũng có đục chạm tích là chim hoa nữa cô chú anh chị mình. Đó, hoa mai và con chim rất là đẹp luôn. Đó, mình xem giùm em ha. Đó, bên hông người ta cũng làm rất là đẹp luôn. Đó. Nhìn cái tủ này rất là có hồn luôn cô chú anh chị mình. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Thì hôm nay cái tủ này em cũng có giảm giá cho mình nha. Nhích 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 bên hông đặng quay phía trong anh sang. Nhích được không? Nhích ra. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi được rồi, được rồi.
Đó, hôm nay cây tủ này hôm nay đầu năm thì em cũng có giảm giá cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, để cho mình sưu tầm đầu năm ha. Cái này em đã phủ bóng lại cho cô chú anh chị mình rồi, về chỉ việc sử dụng thôi. Ở phía trong mình có muốn gia cố thêm thì bên mình làm nha cô chú anh chị mình. Đó, còn em đã hoàn thiện về sạch sẽ cho mình rồi ha. Rồi cây tủ này mã số 3H nha cô chú anh chị mình. Gỗ gõ mặt hàng xưa ha. Giá em giao lưu mình hôm nay chỉ có 25 triệu, bên em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cái này em cũng đã hoàn thiện rồi ha, giá chỉ có 25 triệu thôi. Rồi tiếp theo em có một bộ tranh sơn mài nha cô chú anh chị mình. Đó, tích là Vinh Quy Bái Tổ ha. 4 tấm ha. Chiều cao lên của nó là 79. Chiều rộng qua của một tấm của nó là 40 nha. Độ dày thì cái này thì không có dày không. Độ dày thì 1,5 phân thôi cô chú anh chị mình. Đó. Cái này chanh sơn mài. Đó, cái này người ta cặn ốc nha cô chú anh chị mình, rất là đẹp luôn nha. Mã này là mã H4 nha. Em giao lưu mình bộ này chỉ có là 2,5 triệu thôi. Hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị mình. Đó, chanh sơn mài cặn ốc. Cái này là bộ này là trên 3-40 năm rồi cô chú anh chị mình ơi. Đó, hàng thì em thấy tình trạng nó cũng còn lành lặn nha. Đây, em quay mặt sau cho mình xem. Chanh sơn mài hàng xưa ha. Đó. Còn lành lặn rất là đẹp luôn nha. Rồi 4 tấm này em giao lưu mình giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với em nha. Rồi tiếp theo cũng là một cái tấm chanh sơn mài, tức là cái này nó làm như nó nổi lên cô chú anh chị mình, em gờ nó hơi cộm cộm cái tay lên ha. Đó, tức là ông già ngồi câu cá em cũng không biết tích gì. Chiều dài của nó là 80 nha. Chiều cao lên là 49. Độ dày thì hơn 1 phân thôi cô chú anh chị mình, 1,5 phân thôi, không tới 2 phân ha. Đó, cái này người ta cẳng ốc mà nó nổi rồi cô chú anh chị mình, em gờ lên nó nổi nổi cái tay lên nha. Hàng này thì tuổi đời cũng sâu rồi, có thể là trên 5-60 năm luôn á. Rồi mã H5 này em giao lưu mình chỉ có 1,2 triệu thôi. Đó, những hàng này em sưu tầm về giá mềm, giao lưu mình giá mềm nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em có cái khay trà gỗ cẩm nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng này hàng xưa nha, rất là đẹp luôn ha. Đường kính của nó đem đo vuông qua là 26 nha, 26. Chiều cao của nó là 13. Đó, mình xem giùm em ha. Đó, cái tích của nó là thập nhị tứ hiếu nha cô chú anh chị mình. Mình xem giùm em. Rồi mã H6 này em giao lưu mình với giá là 2,6 triệu nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi tiếp theo khay trà gỗ lim hàng liền khối nha cô chú anh chị mình, tích là song long nha. Đó, con rồng người ta đục chạm ha. Chiều cao, chiều dài của nó là 53, chiều cao lên của nó, chiều rộng của nó là 30 ha, dày thì hơn 2 phân, hàng liền khối ha. Mã H7 này em giao lưu mình cái khay trà gỗ lim. Đó, đục chạm hình con rồng, hai con rồng uốn lượn nha, giá là 1,7 triệu. Đây, hàng liền khối nha, hàng này hàng cũng vài chục năm rồi cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp theo em có một bộ trà. Đó, bộ trà này với cái khay gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Bộ trà này có 6 cái ly. Một cái 6 cái ly nhỏ và một cái ly bự nha. Cái này phía trên là để cho mình pha trà. Cái đường kính miệng ly là 7 phân, chiều cao của ly là 4 ha. Cái này chiều dài của nó là 12. Ủa sao cái này nó xây xây hoài vậy? Chiều cao của cái này là 7 phân của chú anh chị mình. Đó, để em đo cái khay nha. Cái này để nó không bằng nó, bởi vì nó quay hoài. Cái khay của nó đường kính là 29 vuông nha cô chú anh chị mình.
và chiều cao của nó là 10 phân. Cái khay này rất là đẹp luôn, khay trà này là bằng cái này không phải cái khay trà mình kết hợp vô thôi cô chú anh chị, mình mua về cái khay gời thì em vẫn bán gời và cái bộ trà gời vẫn bán nha. Cái này giống như cái kỷ nhỏ gì đó. Đó, giá chọn bộ này thì em giao lưu mình là 2,2 triệu. Cô chú anh chị mình mua gời từng món bộ trà với cái kỷ nhỏ ở dưới thì em vẫn giao lưu nha. Mình thích cái nào thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0968 877 667 nha. Đó. Rồi tiếp theo em có một bộ bình rất là đẹp cô chú anh chị mình, hàng tàu mà người ta vẽ màu nha. Chiều cao phủ bì là 27, đường kính miệng là 6 phân, dòng cổ đem đo là 16, dòng bụng là 42, cái tích của nó là tứ quý nha cô chú anh chị mình, tùng cúc trúc mai nha. Rất là đẹp luôn. Đó, hàng của tàu rất là đẹp cô chú anh chị mình, đó chôm có mọc ha. Giá em giao lưu mình bộ này với giá là 1,200,000. Rồi tiếp theo mã số 10 cô chú anh chị mình, một cặp bình hàng của tàu men lam xanh nha, hàng này vẽ hoa xanh. Chiều cao phủ bì em đo cho mình là 35, đường kính miệng ở đây là 12, dòng cổ là 25, dòng bụng là 53. Đó mình xem giùm em ha. Hàng này thì lành lặn liền lạc hết cô chú anh chị mình. Đó, đây nó vẽ chim hoa rất là đẹp luôn nha. Đó, ở dưới chôm có 6 mọc. Ủa, 6 cái, một cái mọc chữ 6 chữ tàu nha. Rồi, giá em giao lưu mình giá là 2,200,000. Rồi, tiếp theo em có một cái bình hút lọc con phụng nha cô chú anh chị mình. Hàng này vẽ tay 100% nha. Hàng rất là đẹp luôn. Nhận hàng 6 trả lời em không tốn phí ship. Chiều cao là 26, đường kính miệng là 9 phân, dòng bụng của nó là 65. Rồi mã này H11 em giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 1,400,000 nha cô chú anh chị mình. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đây mình xem giùm em. Rồi tiếp theo em có một cái cặp bình hàng của tàu, tích là sơn thủy nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng này vẽ cũng rất là đẹp luôn ha, ở bên phía sau nó cũng có mọc chuyện nha. Chiều cao phủ bì là 45, đường kính miệng ở đây em đo là 14, dòng cổ là 26, dòng bụng ở vị trí này là 63, cặp bình nó cân đối bằng nhau. Đó, mình xem giùm em ha, hàng lành tích nha. Hàng này viết chôm có mọc. À, mã này là mã số 12, em giao lưu mình cặp này với giá là 1,600,000. Cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào thì mình chụp hình và gửi qua số Zalo của em giùm ha. Rồi. Rồi tiếp theo cũng là một cặp bình hoa xanh cô chú anh chị mình, hàng của tàu luôn, tích là chim hoa nha. Những cái mặt hàng này hàng vẽ tay rất là đẹp, chiều cao phủ bì là 45, đường kính miệng là 13, dòng cổ là 26, dòng bụng là 61. Cặp bình nó cân đối bằng nhau ha. Đó, hàng lành tích nha cô chú anh chị mình. Đó, ở phía sau này cũng có mọc chuyện nè, rất là đẹp luôn nha. Cặp bình này em giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 1,600,000 thôi nha. Bên em bao phí ship tặng nhà. Rồi tiếp theo em có cái bình hút lọc con cọp nha cô chú anh chị mình. Đó, men lam xanh nha. Hàng này của tàu, chiều cao phủ bì là 40, đường kính miệng của nó là 7 phân, dòng bụng của nó là 99 nha. Đó, mã số 14H nha cô chú anh chị mình. Giá em giao lưu mình cái bình hút lọc này là 1,800,000 cô chú anh chị mình nha. Đó, hàng em quay như thế nào sẽ giao lưu cô chú anh chị mình y như vậy ha. Hàng rất là đẹp luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo em có một cặp bình hoa xanh như cô chú anh chị mình. Bình này là tùng hạt nha. Rất là đẹp luôn ha. Chiều cao phủ bì của nó là 62, đường kính miệng là 22, dòng cổ đem đo là 35, dòng bụng là 119. Cặp bình này mã H15 nha cô chú anh chị mình. Cặp bình tùng hạt ha, rất là đẹp luôn, hàng lớn nha.
Rồi giá em giao lưu mình cặp này với giá là 3.600.000. Cặp bình cân đối bằng nhau, em sẽ đo đại diện cho mình xem một cái ha. Hàng thì lành tích nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0968877667. Cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào mình chụp hình và gửi qua số đó giùm em nha. Rồi tiếp theo em có một cái bình hoa cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha, hàng này cũng khá đẹp luôn nha. Đó, những cái chi tiết người ta thiếp vàng. Chiều cao phủ bì là 56 ha. Cái dòng bụng của nó em đo là 65. Đây mình xem giùm em. Hàng rất là đẹp luôn nha. Đó, bên em bán những sản phẩm này thì bao bể dở cho cô chú anh chị mình. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán những sản phẩm này ha. Hàng lành lặn tới tay cô chú anh chị mình mới thanh toán nha. Đó, hàng có vấn đề gì cô chú anh chị mình liên hệ qua số điện thoại trên giùm em. Rồi mã số 16H em giao lưu mình cái bình này với giá là 2.200.000. Rồi. Đó, mình xem giùm em ha. Rồi tiếp theo em có cái chanh tứ đại mỹ nhân cho cô chú anh chị mình. Hàng này mini để bàn nha. Đó, hàng này hàng của Tàu. Để em cái này kêu bằng cái gì ta? Kêu bằng chanh dạng như cái bức bình phong để bàn vậy đó cô chú anh chị mình. Chiều dài qua phủ bì là 33. Chiều cao của nó là 23 thôi ha, rất là mini nha. Cái này là bằng cái giống như là bằng hàng của Tàu, cái này giống như bằng mũ với cô chú anh chị mình nha. Đó. Để mini thôi. Rồi cái tấm này em giao lưu mình mã H17 với giá là 500.000 nha cô chú anh chị mình. Hàng để bàn ha. Rồi tiếp theo mã H18 em có cặp bình trái đào rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Hàng vẽ rất là đẹp nha. Chiều cao phủ bì là 35. Đường kính miệng ở đây là 12. Dòng cổ của nó là 52. Cặp bình nó cân đối bằng nhau ha. Mã này H18. Em giao lưu mình cặp này với giá là 1.400.000 thôi. Đó. Đầu năm thì bên em ra cái giá khá mềm luôn. Bên em bao phí ship cho cô chú anh chị mình tặng nhà ha. Rồi thích sản phẩm nào mình chụp hình gửi qua số Zalo giùm em nha. Tiếp theo em coi giới thiệu cho mình một cặp cây đờn nha cô chú anh chị mình, chanh đờn ha. Cái này mình có thể treo lên. Hàng liền khói gỗ lim nha cô chú anh chị mình, tuổi đời cũng cũng hàng cũ nha. Chiều cao phủ bì của nó là 65. Chiều rộng qua là 33, độ dày thì gần 3 phân nha cô chú anh chị mình. Hàng liền khối nha, người ta làm ra cái hình cây đờn rất là đẹp luôn và chim hoa ha. Đó, hoa mẫu đơn và phía trên đây có hình hai con chim. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Chọn cặp này em giao lưu mình chỉ có 2.600.000 thôi. Hàng không đẹp không lấy tiền cô chú anh chị mình nha. Hàng này treo lên rất là đẹp luôn. Đó, hàng liền khối gỗ lim cũ nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cặp chanh giấy Tàu nha cô chú anh chị mình. Hàng này hàng Tàu giấy dầu nha. Đó, về mình treo lên như vậy mình trưng bày cũng khá đẹp. Chanh này chanh cũ nha. Chiều cao phủ bì là 1m52. Chiều rộng qua của nó là 66 ha. Hai tấm nó bằng nhau nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em. Một bên là ông thằng Tiền, một bên là con đại bàng nha. Đó, mình xem giùm em. Cái này mình mua rồi từng tấm em vẫn bán nha cô chú anh chị mình. Mình mua hai tấm thì bên em vẫn bán nha. Đó, hai tấm này là mã số 20 nha cô chú anh chị mình. Đó, ông thằng Tiền ha, rất là đẹp luôn. Nhìn vẽ tay rất là, cái mặt rất là có hồn ha. Rồi chọn cặp này thì em giao lưu mình với giá là 1 triệu nha, 500.000 một tấm, bên em bao phí ship. Mã này cũng là mã cuối clip ha. Thì Mỹ Ngân em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.